Post Panamera. Một chiếc Wow S-Class Maybach W223. Hai chiếc xe đi với nhau. Những chiếc xe đáng chú ý xuất hiện tại ngoài bãi xe đám cưới của cầu thủ Quang Hải các bạn nhé. Một chiếc Kia Sorento, hai chiếc Range Rover các bạn này. Và đang đi ra thì chúng ta có một chiếc Post Panamera, Post Taycan, một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện của Porsche đây anh em. Đây chúng ta có hai chiếc Range Rover, một chiếc SV Autobio Raffi và một chiếc Autobio với ngoại thất màu trắng kết hợp với các chi tiết màu hồng, nhìn cực kỳ đáng yêu luôn anh em ạ. Đây. Đó, chiếc Range Rover này. Còn đây là Range Rover SV Autobio Raffi các bạn nhá. Hai chiếc Range Rover đỗ cạnh nhau, nhìn đã thấy uy tín rồi anh em ạ. Đây là một chiếc Xpander Cross này. Bên này thì chúng ta có những cái mẫu xe bình dân nhưng mà đều của những người khá là nổi tiếng trong giới bóng đá anh em ạ. Bên đây chúng ta có một chiếc Porsche Taycan. Đây là một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện của nhà Porsche này. Vừa rồi có một chiếc màu hồng đi qua, đây là một chiếc màu xám. Và đây là xe của anh chủ đang quăng quắt đây các bạn. Đấy, nhìn uy tín chưa? Porsche Taycan. Và đáng chú ý đây chính là chiếc Porsche Taycan được đặt đầu tiên tại Việt Nam khi Porsche Taycan giới thiệu mẫu xe này ra. Đấy, chiếc này thì anh chủ cũng lấy được khá là lâu rồi, biển số 30H2. Đẹp chưa các bạn? Một chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện. Chúng ta sẽ đi đến những chiếc khác ở phía dưới. Hai chiếc Mac này, một chiếc Mac E300 và một chiếc Mac C200. Bên cạnh thì chúng ta có một chiếc Rolls-Royce Ghost CD2 thế hệ thứ nhất các bạn nhé, Rolls-Royce Ghost này. Đấy, một chiếc xe siêu sang đến từ thương hiệu của Anh Quốc. Nhìn đã thấy uy tín rồi anh em. Này thì cũng có mấy chiếc Rolls-Royce trong cái bãi xe này. Đây chúng ta có một chiếc C300 này và một chiếc GLC300 này. Nhiều mẹc chưa anh em. Đây lại có một chiếc C nữa này. Đấy, ba chiếc mẹc đỗ liền với nhau luôn. Ba chiếc mẹc các bạn nhé. Không biết là GLC300 màu đen nào là của cầu thủ Quang Hải chú rể ngày hôm nay. Ở đây chúng ta có Land Cruiser Prado độ hầm hố này. Một chiếc GLE450 Formatic này. Một chiếc 5+2 chỗ ngồi giá hơn 4 tỷ tại trường Việt Nam. Khá là nhiều mẹc trong cái bãi xe ngày hôm nay anh em ạ. Đây chúng ta lại có một chiếc mẹc nữa. Đây là một chiếc S450 các bạn nhé. Một chiếc S450 bản tiêu chuẩn, không phải là phiên bản Luxury W222. Tiếp tục ở đây chúng ta có một chiếc Ford Everest phiên bản Titanium biển số 99 này. Ở đây thì có một chiếc Range Rover Autobio Raffi bản trục cơ sở kéo dài với biển số 6789 này các bạn này. Đấy, biển số 6789 luôn anh em nhá. Nhìn đã thấy mê rồi. Màu trắng biển 6789. Đây là chiều ngang của chiếc Range Rover Autobio này. Vẫn còn rất nhiều những chiếc xe sang khác các bạn có thể xem ở trong cái clip này ngày hôm nay. Như chiếc này thì biển đẹp cho anh em, Autobio biển 6789. Cái đối diện đây thì chúng ta có một chiếc C300 và một chiếc Volvo. Đây là Volvo S90, một chiếc sedan cạnh tranh với E-Class và BIM 5 CD anh em, giá hơn 2 đồng một xíu. Các bạn đã có thể sở hữu được chiếc Volvo S90 này rồi. Và bên cạnh là một chiếc C300 biển số 30L mới tinh luôn. C300 giá đang khoảng 2,4 tỷ tại thị trường Việt Nam anh em nhé. Ui, nhìn cái góc này đẹp chưa? Nhìn cái góc này như ở những cái khách sạn bên Dubai anh em nhỉ? Như khách sạn ở bên Dubai ấy. Và cái khách sạn này thì nó cũng có cái view rất là đẹp luôn. Đây là một chiếc Rolls Royce Ghost. Đấy, đây là chiếc Rolls Royce Ghost CD1 được chủ nhân độ body kit và đèn của CD2 thế hệ thứ nhất này. Ngoại thất màu đen kết hợp với nắp capo màu bạc. Chiếc này nếu như anh em nhớ biển số thì mình cũng đã từng quay khá là nhiều cho anh em rồi. Em này thì đang được bán lại thì phải. Đấy, các bạn nhìn đẹp chưa? Rolls-Royce Ghost. Thiếu chỗ đỗ xe thế nên là phải đỗ cả lên chờ một nửa lên vỉa hè anh em ạ.
Đây, chiếc sedan siêu sang. Bên cạnh em nó là một chiếc Range Rover Autobio đời khoảng 2019-2020. Autobio bản chủ cơ sở kéo dài, động cơ i6 3.0 lít. Cũng là một chiếc SUV siêu hot và sang trọng đẳng cấp tại thị trường Việt Nam các bạn nhé. Đó, các bạn nhìn này, hai chiếc xe RR đỗ cạnh nhau này. Rolls Royce và Range Rover. Anh em thích sedan này là thích SUV hơn. Chiếc này thì đời mới hơn so với chiếc Rolls Royce. Nhìn nó thấy sự mê mẩn rồi các bạn ạ. Tiếp tục ở bên cạnh đây chúng ta có một chiếc Audi. Đây là một chiếc Audi A4 đời cũ biển số 30A. Bên cạnh đây là một chiếc GLE 450 4MATIC phiên bản coupe biển số 15A. Chiếc này hôm trước thì dán màu cam và độ khá là chiến. Nhà bây giờ lại về zin màu đỏ rồi. Em này thì mình hay ngồi cà phê ở trên chỗ Lý Thường Kiệt thì thường xuyên gặp. Bác chủ thì cũng có nhà ở trên Lý Thường Kiệt, thế nên là rất hay đỗ ở trên Lý Thường Kiệt anh em nhé. Nếu như anh em từng xem những clip của mình sẽ thấy là chiếc này ngày trước có màu cam. Cái bộ mâm theo phong cách đỗ của Mansory thì phải này. Đấy. 1, 2, 3, 4 chiếc xe thuộc 4 thương hiệu rất là nổi tiếng. 2 đến từ Anh và 2 đến từ Đức. Bên cạnh đây thì chúng ta có một chiếc Mercedes màu đỏ này. Còn ở bên này thì cũng có một vài chiếc xe đáng chú ý, ví dụ như Peugeot, BMW. Bên này thì có Range Rover đời cũ. Nhìn vẫn rất đẹp các bạn nhỉ. Đây có lẽ là một chiếc Autobio thì phải. Một chiếc S450 Maybach các bạn nhé. Đây là một chiếc S-Class Maybach. Đây, một chiếc S-Class Maybach S560 Maybach màu trắng này. Bên cạnh đây thì có một chiếc S-Class. Đây là một chiếc S-Class độ lên Maybach này. Phía bên này thì chúng ta có Porsche Cayenne đời cũ và một chiếc Lexus LX600 với biển số khá đẹp các bạn ạ. Đó, Lexus LX600 biển số 999. Mê chưa? Lexus LX600 thì siêu hot tại Việt Nam rồi. Và nhìn em nó cũng đẹp. Bên này chúng ta có một chiếc BMW 3 Series G20 đỗ cạnh chiếc Lexus LX600 và Porsche Cayenne đời cũ. Bên này thì có GLC 300. Ngoài ra thì dưới này thì còn khá là nhiều bim mẹt các bạn ạ. Đây, một chiếc BMW X5 màu xanh. BMW X5 với ngoại thất màu xanh. Bên này thì có Volvo mẹt GLC 300 độ lưới tản nhiệt. Đây là Volvo XC60 này. Đó, XC60 có gói R-Design và một chiếc Mazda 3 phiên bản hatchback nhìn rất là đẹp luôn. Mình rất thích cái phiên bản hatchback và màu đỏ của chiếc Mazda 3 này anh em ạ. Còn đây là một chiếc Range Rover Autobio nữa này. Mâm của phiên bản SV này. Mâm của phiên bản SV Autobio Raffi này. Đẹp chưa? Đang đỗ bên ngoài sảnh của khách sạn JWC Pyers. Nhìn nó thấy mê rồi. T1 Old Spay. Phía bên này thì có CRV Peugeot 308. Có một vài chiếc xe sang đáng chú ý. Mẹt Lexus GX460 này. E này, Kia Carnival này. Và một chiếc Mercedes. Đây là một chiếc S450 bản Final Edition. Đây, những chiếc xe đẹp có lẽ là đã tập hợp hết ở đây. Những chiếc Range Rover, những chiếc Porsche. Đây, chiếc Porsche Panamera lúc nãy thì đã về đây đỗ rồi. Đây, chiếc Panamera với ngoại thất màu đỏ này các bạn này. Đã về đây đỗ rồi. Đẹp chưa? Lúc nãy thì chiếc Taycan đỗ ở đây, còn bây giờ thì em Panamera
đời 2022 đã đỗ ở đây rồi. Màu đẹp, biển cũng dễ nhớ, 69616. Bên cạnh là một chiếc Chery Captiva. Quá đẹp cho chiếc Porsche Panamera này anh em ạ. Mình rất thích Panamera. Và đời 2024 cũng sắp về Việt Nam rồi. Đây là đời 2022 các bạn nhé. Còn đây chính là chiếc Taycan. Và xa xa kia chính là chiếc Rolls Royce Phantom C2 thế hệ thứ nhất các bạn nhé. Cận cảnh chiếc Rolls Royce Phantom C2 thế hệ thứ 7. Quá đẹp luôn. Chiếc Mercedes độ mâm Maybach. Sau đó một chiếc Toyota Land Cruiser. Tuosta Alphard. Đây là Alphard đời cũ. Nhìn thấy sự đẳng cấp. Một chiếc Range Rover đời cũ, không biết là cầu thủ nào sẽ đi. Hai một gia đình thôi, một gia đình ngồi trên chiếc Range Rover này anh em nhé. Đời cũ nhưng mà nhìn vẫn rất đẹp. Chiếc này có lẽ là đời khoảng 2011-2012. Nhìn vẫn rất là mê anh em. Nhưng mà chiếc này bây giờ uống xăng thì kinh lắm anh em. Range Rover. Một chiếc Autobio phiên bản chủ cơ sở kéo dài. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn.